Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Những miền linh dị, Thái Lan của tác giả Dương Hành Triệt do Thi Hương Dịch. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Những miền linh dị Thái Lan Dương Hành Triệt chương 8, Hàng rơi tăm tối, 1 Huyện Phang ở Chiêng Mai có một cây hang đôi rất lạ lùng, có tên là hang Khang Khao. Đó là hai cây hang nằm sát nhau, trong hang có hai pho tượng Phật không biết do ai đắp. Hai cái hang được nối với nhau bởi một vực sâu hun hút không nhìn thấy đáy, chỉ có một cây cầu nhỏ hẹp bắc qua. Đi qua cầu sẽ đến một cửa hang bé tẹo được gọi là cánh cửa tội ác. Sở dĩ có tên gọi này vì nếu là người từng gây tội lỗi, dù gầy đến mấy cũng không thể đi qua. Những người hiếm hoi đi qua cửa được chiêm ngưỡng tòa tháp nan mô bên trong, khi trở ra trông rất bàng hoàng. Khi có người hỏi tháp nan mô trông thế nào, họ gần như đều nói một câu, tôi không biết, tôi không nhìn thấy. Nhưng rõ ràng có gì đấy ở trong đó. Một, khi chúng tôi đưa rách tới bệnh viện nhưng không hề bị người trong mõ phố ngăn cản, tôi lại một lần nữa cảm thấy con người thật lạ lùng. Rách vẫn hôn mê, điều kiện y tế ở Thái tốt hơn nhiều so với tưởng tượng, thái độ của y bác sĩ rất niềm nở và chu đáo. Khi nhìn thấy Nguyệt Bính máu me đầm đìa vác rách vào trong viện, lập tức một đám đông súng lại. Chẳng cần phải làm thủ tục nhập viện đã vội vàng đặt mỗi người lên một cái cáng rồi đẩy vào phòng cấp cứu. Nguyệt Bính dãy rụa rồi gào lên một câu tiếng thái bập bẻ, tôi không sao. Kết quả, một nữ y tá to cao lực lưỡng tay cầm si lanh bơm đầy thuốc an thần cắm phập vào cơ tam giác của nó. Một lát sau, Nguyệt Bính rũ luôn xuống. Cảnh tượng này khiến tôi phải trợn cả mắt mũi sau đó lùi ngay đi làm thủ tục nhập viện, tiện miệng bịa phứa ra là đi dạo phố gặp cướp. Nhân viên y tế cũng không nghi ngờ, dù khách nước ngoài gặp cướp trên phố Chiêng Mai không phải chuyện hiếm gặp. Nguyệt Bính chẳng hề hấn gì, chỉ bị thương ngoài da, bôi thuốc sát trùng là xong. Sức khỏe của thằng này đúng là hàng voi vật, tôi túi bụi làm xong thủ tục nhập viện, lúc vào phòng cấp cứu đã thấy nó tỉnh rồi, đang ngồi được mặt nhìn lọ thuốc kháng sinh đang nhỏ giọt câu chuyện về bà ma cỏ đã kết thúc nhưng sự xuất hiện của rách lại mang đến một làn sương mù tại sao vừa nhìn thấy rách đầu tôi lại đau dữ rồi tại sao tôi lại cảm thấy rách rất quen như đã gặp ở đâu rồi tôi nghĩ đến đoạn ký ức đã mất hay là rách đã xuất hiện trong vụ tai nạn xe khách lần đó rách đã được cấp cứu tuy vẫn hôn mê nhưng đã qua cơn nguy hiểm tôi ngồi bên nguyệt bính nói với nó về mối nghi hoặc của tôi Nguyệt Bính lấy thuốc ra nhưng rực nhớ đây là ở bệnh viện nên đành ngậm trên miệng cho đỡ thêm. Chúng tôi cố ngồi chờ truyền thuốc xong để rút ống tiêm rồi sang phòng rách. Anh chàng ngoại quốc đẹp trai vẫn chưa tỉnh, mí mắt cứ giật liên hồi, chắc là đang nằm mơ gì đó. Chúng tôi muốn đợi rách tỉnh lại để dò hỏi những chuyện liên quan đến Doang. Phía cảnh sát tới lấy lời khai, chúng tôi nói đồ đạc đều chưa bị mất, lại thêm rách đã qua cơn nguy cấp nên cảnh sát cũng thở phào ghi chép xong rồi đi luôn. Lúc này dạ dày tôi bắt đầu biểu tình, Nguyệt Bính cũng vậy. Thế là chúng tôi kéo nhau ra ngoài, tìm bừa một quán cơm cà ri ăn đỡ. Chúng tôi xem thực đơn cẩn thận, gọi mấy món xem chừng có thể ăn được là mực nướng, chuối chiên, canh củ đậu và phở xào. Đang đói ngấu, chúng tôi cắm cúi ăn như rồng cuốn. Bồi bàn mang rượu tới kèm với hai ly đá, cẩn thận rót rượu ra nắp chai rồi đổ vào ly. Cái cách dùng nắp chai để đong rượu Tây rất phổ biến ở Thái Lan. Nếu gọi rượu Tây, một ly đá được đổ vào nắp chai rượu được tính là một ly rượu. Đúng là nước nhiều rượu ít, có uống đến khuya cũng chẳng say. Ăn no rồi, đầu óc cũng thư giãn hơn nhiều. Tôi liếc nhìn Nguyệt Bính, nói, Nguyệt Bính, mày đừng tưởng tao là thằng ngốc. Chỉ vài câu nói của mày là đánh lừa được tao. Mày tò mò thành thần, trông thấy những thứ mới lạ như cổ thuật chẳng mê tít mặc kệ bạn bè sống chết thế nào cắn ngay mồi câu của lão doang nguyệt bính cúi đầu dầu dĩ lại trách tao nữa nhưng mày đã làm sao đâu mày thì chỉ biết đến cái thân mày thôi tôi nghe mà điên ruột tao đã mấy lần suýt tèo rồi đấy mày biết không thế mày đã tèo chưa vấn đề không phải là đã tèo hay chưa thôi uống đi uống thì uống tình bạn của đàn ông đôi khi kỳ lạ như vậy đấy chỉ một ly rượu là xong không phải giải thích gì nhiều. Không biết tay rách kia ở đâu ra thế nhỉ, chắc cũng bị doang gài bẫy làm quân cờ cũng nên, tôi lại quay về với mối băn khoăn to tát này. Tao thấy hơi khó hiểu, Nguyệt Bính nâng cao cái ly lên nhìn tôi, con mắt nó meo mó sau lớp thủy tinh. Tại sao Doang lại dạy tao tử tế đến thế, chắc chắn là còn có âm mưu gì khác. Hay lão giả ấy thấy mày xinh xẻo nên định biến mày thành người chuyển giới khôn chừng. Đến khi xử xong tao và làng rắn, biết được bí mật bất tử rồi, sẽ tống mày vào hộp đêm để kiếm tiền cho hắn hoàn thành giấc mộng thống nhất giang hồ. Này cái thằng bí ngô kia, Nguyệt Bính quát lên, tao lại yểm cho mày con cổ bỏ hung bây giờ, cho mày hễ mở miệng là thối khăm đến trời. Tôi ngả phịch người xuống ghế, có cái gì cứng cứng chọc vào lưng, giờ mới sực nhớ ra là hai cuốn sách mà Nguyệt Bính đưa cho. Này Nguyệt Công Công, ngài thích thì cứ đi mà yểm đừng có trồn tay. Rồi tao sẽ nói chuyện với mày cả ngày xem ai chịu được ai. Đừng có cậy tao có lỗi mà mở miệng ra là hạ nhục tao. Nguyệt Bính sầm mặt xuống. Tôi chưa kịp vặc lại, chuông điện thoại bỗng réo lên ầm ĩ. Tôi bắt máy, vâng vài tiếng rồi đứng dậy bước ra ngoài. Rách tỉnh rồi à, Nguyệt Bính hấp tấp đứng lên, vẫn không quên sách theo nửa chai còn thừa. Phải, tôi bước vội ra khỏi cửa, nhìn chủ quán rồi hất hàm về phía Nguyệt Bính. Chủ quán hớn hở chạy lại, hai chục nhìn bét. Nguyệt Bính móc ví ngay không cần nghĩ, không cần thối. Sự rộng rãi của nó nhiều khi khiến tôi thấy hơi mất mặt, chỉ biết tự an ủi, nó là bạn mình. Những miền linh dị Thái Lan Dương Hành Triệt chương 8, hàng Rơi tăm Tối 2 2. Trở về phòng bệnh, đã là nửa đêm, rách giá tỉnh, đang ngồi dựa trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà, sắc mặt nghiêm trang như đối diện trước chúa trời. Trong khi tôi thầm khâm phục, bọn Tây Châu bò thật đấy, ăn nhiều thịt bò có khác, thì Nguyệt Bính giới thiệu sơ qua vài câu. Cảm ơn các cậu, tôi đã nghe bác sĩ kể lại rồi. Rách gượng cười, tôi là người Canada, theo học ngành tâm lý, được Đại học Chiêng Mai mời đến làm trợ giảng. Tôi rất mê văn hóa phương Đông, cũng muốn nhân cơ hội này để tìm hiểu sâu hơn nên đã nhận lời ngay. Doang tới đón tôi rồi đưa tôi tới con phố ấy, gặp mấy người trên người toàn là dòi bỏ, trao đổi vài câu gì đó. Tôi thấy có con thiêu thân ghê ghê bay về phía tôi, vài giây sau thì bất tỉnh. Lúc tỉnh dậy, tôi đã thấy bị trói ở góc giường, cho đến khi các cậu cứu tôi. Các cậu có thể kể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không? câu chuyện nghe thì có vẻ suôn sẻ nhưng tôi gần đây trở nên đa nghi hơn nhiều nên lại nghĩ Joang và mấy bà ma cỏ đã chết cả, không còn ai đối chứng. Liệu Rách có ném lại vấn đề cho chúng tôi không? Tôi nhìn vào tôi mắt xanh lam nhạt đến gần như ngà trắng của anh ta, ánh mắt trong trẻo, không giống như nói dối. Nhưng tôi không hiểu Joang dụ Rách sang Thái là Enner làm gì. Chẳng lẽ cổ trùng cũng cần có máu thịt của người da trắng để bổ sung dưỡng chất? Nguyệt Bính chống cằm chăm chú lắng nghe, bất thình lình vung tay chụp về phía Rách. Rách giật nảy mình thấy ngón tay của Nguyệt Bính sắp chọc vào mắt mình thì vội né người hét toáng lên, "Cậu làm gì thế?" Nguyệt Bính rụt tay lại, thản nhiên như không có chuyện gì, "Xin lỗi, có con rồi." Rách bực bội nhìn Nguyệt Bính, "Tuy các cậu đã cứu tôi nhưng xin đừng coi thường trí tuệ của tôi như thế." Tôi nghĩ chắc Nguyệt Bính muốn kiếm cớ để thử rách gì đó nhưng chiêu này lộ liễu quá. Đang định giảng hòa thì có tiếng gõ cửa rất khẽ. Cộp, 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 chắc là y tá đi kiểm tra phòng. Tôi ra mở cửa, tùy Thái Lan là quốc gia nhiệt đới nhưng vào khoảng khắc cửa phòng mở ra, có lẽ do hơi lạnh điều hòa từ hành lang ập vào khiến tôi lạnh buốt, máu trong người như đông cứng. Nhưng lạ hơn nữa là ngoài cửa chẳng có ai cả. Tôi giật thột, thò đầu ra ngó nghiêng ánh đèn vàng vọt chiếu ánh sáng lờ mờ khắp hành lang quầy trực của y tá ở đằng xa cũng trống trơn đừng nói là có người đến cái bóng ma cũng chẳng có thế thì là ai gõ cửa có những lúc thực sự không nên liên tưởng đặc biệt là ở một nơi đáng sợ như bệnh viện càng liên tưởng nhiều thì càng sợ tôi vội đóng cửa hoang mang ngoảnh nhìn nguyệt bính sao thế nguyệt bính trợn mắt nhìn tôi vừa nãy có người gõ cửa mày không nghe thấy à tôi thấp thỏm hỏi nguyệt bính nhướng mày gõ cửa vừa nãy ấy à chắc chắn không phải nguyệt bính đang đùa tôi tôi bỗng thấy toàn thân ớn lạnh chẳng lẽ chỉ có mình tôi nghe thấy tiếng gõ cửa tao vừa nói được một chữ lại cộc 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 tiếng gõ cửa lại vang lên rõ hơn lần trước rất nhiều lần này thì nguyệt bính cũng nghe thấy rõ chưa đầy hai bước tôi đã lao tới bên cửa giật mạnh cánh cửa phòng không khí lạnh toát ập thẳng vào mặt hai hàm răng tôi đập vào nhau cầm cập đó không phải là hơi lạnh của máy điều hòa mà là cái lạnh chết chóc của bãi tha ma nửa đêm âm hàn độc địa như ám vào cơ thể bên ngoài vẫn trống trơn ai ở ngoài đó thế rách hỏi tôi vừa định lên tiếng nguyệt bính đã đưa mắt ra hiệu rồi bước ra khỏi phòng bầu không khí ma quái khiến tôi ngạt thở cứ thế chân trong chân đứng ra ngoài canh chừng cho Nguyệt Bính thầm nghĩ nếu đúng là có gì ma quái, tôi sẽ phi về núp sau lưng rách, coi như góp chút công sức cho sự nghiệp tiêu diệt chủ nghĩa tư bản. Để ý sau lưng cho tao nhé, Nguyệt Bính dặn với một câu rồi bước về phía quầy trực y tá. Tôi ngoái lại nhìn, luôn cảm thấy sau gáy ớn lạnh giống như có ai đang hà hơi giá vào tôi. Cộp, 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 tiếng bước chân của Nguyệt Bính xa dần tôi vẫn thấy trờn trợn trong lòng nhưng không hiểu tại sao, cứ chốc chốc lại quay lại nhìn để chắc chắn không có vật gì đó thình lình chui ra. Thấy Nguyệt Bính đã sắp đi tới quầy trực y tá, tôi chợt nhận ra tại sao tôi lại có cảm giác trờn trợn đó. Cộp, 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 là tiếng bước chân. Rõ ràng trong hành lang chỉ có mình Nguyệt Bính nhưng tôi nghe thấy rõ tiếng bước chân của hai người. Nguyệt, Nguyệt Bính, nỗi kinh hãi khiến chân tôi bùn rùn. Tôi hét lên thất thanh. Nguyệt Bính dừng lại trước quầy trực của y tá, ồ lên một tiếng, rồi chẳng buồn nhìn tôi, ngoặt vào luôn không thấy bóng dáng đâu nữa. Cộp, cộp, cộp. Tiếng bước chân vẫn vang vẳng bên tai tôi, giờ thì tôi nghe rất rõ, nó vọng lại từ sau lưng tôi. Người tôi cứng đờ như hóa đá, hảo hùng không dám ngoắt đầu lại ngay, sợ sẽ hiện ra những cảnh tượng rùng rợn như trong phim kinh dị. Cuối cùng, tôi vẫn đứng bất động, nếu đúng là có ma mãnh gì đó thật thì tôi thà bị cắn chết chứ không muốn chết vì sợ. Đang định thụt vào trong phòng thì trên cổ tôi bỗng thấy ngứa ngứa, giống như có cái đuôi mèo quét qua. Tiếp đó, trên lưng, thắt lưng, mông cũng đều có cái cảm giác quái dị ấy. Có vật gì đó liên tục đụng vào tôi từ phía sau. Tôi nghiến răng, quay phát người lại nhìn. Sau lưng tôi trống trơn, chẳng có gì hết. Tôi quay lại liên tiếp mấy lần, trong phạm vi có thể nhìn thấy, ngoài mấy bức tường và cửa sổ loang vết nước, chẳng có gì sắt. Nhỡ nó ở trên lưng thì sao? Một loại cổ mới chăng? Rõ ràng là có vật gì đó nhưng tôi lại không nhìn thấy. Lần này thì hồn vía tôi đã bay đâu mất cả. Bí ngô, từ phía sau quầy trực của y tá vọng lại tiếng gọi khe khẽ của Nguyệt Bính. Tại lối vào quầy trực lọt ra một cái bóng lờ mờ, hắt lên bức tường, tựa như bị chém đứt ngang hông. Nhưng tôi nhìn thấy rất rõ, bên hông của cái bóng mọc ra hai cây chân, buông lỏng thóng xuống hai bên. Một người bước ra từ quầy trực, mặc bộ quần áo mày trắng, lưng còng lom khom, tóc dài che kín cả mặt mũi, bước đi rất nặng nhọc. Nhìn từ chỗ tôi, người này không có tay, còn chân mọc ra từ hai bên hông. Hắn mặc chiếc quần jean thủng rách te tua, là cái quần của Nguyệt Bính. Bí ngô, hắn chậm chạp ngừng đầu lên, những miền linh dị Thái Lan Dương Hành Triệt chương 8, Hàng rơi tăm tối, 3 3. Tôi kinh hoàng tới mức suýt nữa thì ngã bật ngửa, may sao đã kịp nhận ra, chính là Nguyệt Bính đang cõng cô y tá trên lưng, hai tay ngoắc vào khoeo chân của y tá. Quay vào phòng bệnh mông Nguyệt Bính rào bước thật nhanh. Tìm tôi vẫn chưa kịp hồi phục sau cú kinh hoàng quá độ, đập thình thịch như sắp vỡ tung tôi vừa tụt vào phòng bệnh thì nguyệt bính cũng chạy tới nơi một chân đạo cửa bên ngoài có tiếng bịch bịch vọng lại nguyệt bính đặt y tá xuống ghế tôi còn chưa kịp hỏi đầu cua tay nheo nó đã hỏi dồn rách sao rồi lúc này tôi mới sực nhớ ra từ khi nó ra khỏi phòng không thấy rách nói năng gì nữa vội nhìn về phía rách thì thấy anh ta đang nhìn chân chân ra cửa một tay vươn thẳng sắc mặt kinh hoàng tột đổ cả người bất động giống như kẻ bị điểm huyệt trong phim kiếm hiệp. Tôi nghĩ ngay rằng vừa lúc nãy tôi đứng ở cửa chắc có vật gì ghê rợn lắm chạm vào tôi, rách đã trông thấy nên mới kinh hoàng như vậy. Nhưng chẳng lẽ sợ mà cũng hóa đá được à? Cởi đồ ra mau, Nguyệt Bính vội chụp lấy quần áo tôi giật mạnh. Tôi vẫn chưa kịp định thần, vội đưa tay rằng lại, doạt một tiếng, cái áo đang nguyên lành bị xé toang. Mày làm cái gì? Vừa liếc vào bộ quần áo, câu nói của tôi tắc lại nửa chừng bàn tay nguyệt bính đỏ lòm như máu trên quần áo tôi cũng loang lổ những vết đỏ hình bầu dục chính giữa mỗi hình bầu dục có hai lỗ tròn chưa dính máu bên dưới có hai đường kẻ chỉ kéo dài sang hai bên đỏ đến chói mắt máu giọng tôi run lên bần bật ừ nguyệt bính vê ngón tay đưa lên mũi người máu người động vật nguyệt bính sờ vào động mạch của rách rồi lại ghé sát mặt vào cổ anh ta quan sát là huyết cổ. Vừa nghe đến cái tên, tôi đã suýt chết ngất, tao trúng rồi à? Không, mục tiêu không phải mày, Nguyệt Bính chỉ vào cô y tá, là hai người họ. Cộc, cộc, cộc. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Chúng tôi nhìn nhau không nói, nín thở nghe ngóng. Tiếng gõ cửa lúc nhẹ lúc mạnh, cứ mỗi lần tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó lại kèm theo tiếng khè khè rất khẽ, giống như tiếng rên của người bị bóp cổ muốn hét lên nhưng không đủ sức, sau đó là tiếng không khí rung lên huỳnh huỳnh. Nguyệt Bính khẽ khàng nắm lấy chốt cửa hình tròn, hai bàn tay nó ướt đẫm mồ hôi. Nó xoay nhẹ rồi đẩy cửa ra ngoài. Một cái bóng xám xám thình lình lướt qua đầu tôi, vọt qua sát sạt bên mặt Nguyệt Bính rồi trôi tọt ra ngoài như một tia chớp. Nguyệt Bính vung tay chụp, cái bóng lượn theo một đường vòng kỳ dị giữa không trung rồi bay vọt đi. Hiểu rồi nguyệt bính lách ra cửa sau nhìn đi tôi bước ra theo nó trên cánh cửa có một vết màu đỏ to tướng hình con rơi máu vẫn chưa khô đang chảy ngoằn ngoèo những giọt máu đọng rung rung như sắp sửa nhỏ xuống đột nhiên mấy cái bóng xam xám từ trên trần nhà xả xuống dưới lớp da mỏm dính nổi vằn vện những vệt máu xanh thẫm dày đặc như mang nhịn hai bàn chân móng sắc vọc xuống mặt đất cái đầu lông lá ngóc vi ép phía trước máu thịt tơi bời loáng thoáng nhìn thấy xương trắng ẩn trong mảng thịt giữa, đôi mắt tròn câu lập lòe thứ ánh sáng tối tăm chết chóc, hai cái tay to khác thường rủ xuống, cái mỏ há hốc lộ ra cái lưỡi đỏ máu giật giật, phát ra những tiếng kêu kỳ quái, cổ nguẹo sang một bên, nằm bất động trên mặt đất. Là rơi, vừa nãy không phải ai gõ cửa mà là tiếng rơi va vào cửa. Sau khi mở cửa, có một con rơi muốn chui vào phòng nên đã quẹt phải tôi mấy lần. Mục y của con rơi rất rõ ràng là rách. Vừa nãy tao thấy cô y tá ngồi bất động trên ghế, trên cổ có hai vệt máu, tao cứ nghĩ là rết. Nguyệt Bính gãi mũi, có người dùng rơi để gieo huyết cổ vào vô ấy và rách. Nếu trước khi trời sáng mà không giải được, cổ trùng sẽ lan ra khắp người khiến đầu nổ tung mà chết. Chuyện này chắc chắn do đám người tộc cổ gây ra, nhưng tại sao mục tiêu lại là rách và cô y tá chứ không phải là chúng tôi? Tôi vô cùng khó hiểu. Chẳng lẽ rách có mang theo bí mật gì đó và có người không muốn anh ta nói ra? Là ai vẽ ra hình con rơi đỏ máu trên cánh cửa? Nhưng vẫn còn một chuyện quan trọng hơn cả, giải bằng cách nào? Nguyệt Bính tỉ tay lên bục cửa sổ, bên ngoài, đêm đen như mực, những vì sao trên trời như những con mắt ma đang lập lòe phát ra từ ánh sáng quái gì. Phải có cho cốt sâu trong hang rơi mới giải được. Cho cốt. Phải. Nghe nói đó là cho cốt của 500 vị Phật đà để lại sau khi bị lửa thiêng thiêu cháy nhưng bao lâu nay chưa ai tận mắt nhìn thấy. Tôi vừa nghe đã hết sức hoang mang, Nguyệt Bính, nếu chúng ta đi thì hai người này sẽ thế nào? Liệu có ai quay lại? Không đâu, người gieo cổ độc hẳn sẽ tự tin rằng sẽ chẳng có ai dám vào hang rơi nên chẳng dỗi hơi mà quay lại làm gì. Chúng ta không đi, chẳng lẽ cứ ngồi đây dương mắt nhìn đầu họ nổ tung như quả dưa hấu? đành phải liều thôi, với lại, loại huyết cổ này là có người vẽ huyết chú lên cửa, sau đó dùng rơi để gieo cổ, đi tới đó, không chừng sẽ gặp người gieo cổ cũng nên. Bí ngô, mày phải đi cùng tao, Nguyệt Bính đập mạnh vào vai tôi. Tôi nghe mà ngao ngán, tôi biết, với tinh khí của nó thì dù tôi không chịu thì nó cũng công tác tư tưởng cho bằng được, tốt nhất là đồng ý luôn đỡ phải nghe nó lải nhải, bèn nói, thôi được tao có phải cây dạng vừa ra trận đã đào ngũ đâu. Ý tao không phải vậy, Nguyệt Bính vừa nhanh nhẹn sắp đồ vừa nói, có lẽ mày sẽ qua được cánh cửa tội ác, còn tao thì không. Tôi suýt nữa thì ngã nhào, sao lại đẩy tao lên tuyến đầu thế? Mày định mồi mát ăn bát vàng đấy à? Nguyệt Bính cười, trên đường đi, tao sẽ nói. Những miền linh dị Thái Lan. Dương Hành Triệt. Chương 8, Hàng rơi tăm tối, 4. 4. Khóa cửa phòng bệnh, nhìn đồng hồ, chỉ còn 6 tiếng nữa là trời sáng. Nguyệt Bính mở điện thoại tra tìm một lát, hang rơi ở huyện Phang cách trung tâm thành phố Chiêng Mai không xa, chạy xe một tiếng là đến chân núi, sau đó leo núi chừng nửa tiếng là lên được cửa hang. Như vậy tính ra chỉ riêng đi lại đã mất đứt 3 tiếng. Còn hang rơi hình thù ra sao, chỉ nhìn vào tấm ảnh trên mạng thì chẳng thể nào tưởng tượng được. Thời gian dành cho chúng tôi chẳng phải là dư dật. Không nói năng nhiều, hai thằng vội vàng rời khỏi bệnh viện vẫy taxi, nói địa điểm. Tài xế không hỏi han nhiều, chạy đi luôn. Thái Lan là đất nước du lịch nên phương tiện giao thông tuy lạc hậu nhưng phục vụ rất chuyên nghiệp. Tài xế taxi chắc cũng gặp không ít khách du lịch nửa đêm nổi hứng đi ngắm cảnh như chúng tôi. Chứ nếu là ở trong nước, nửa đêm vẫy taxi lên núi thì chẳng ai dám chạy, sợ bị cướp xe, cướp tiền thậm chí chết mất xác không còn đường về. Đất nước Thái Lan tuy khá nhiều tệ nạn nhưng ít khi xảy ra chuyện giết người. Nguyên nhân cũng vì người Thái Lan tin theo Phật giáo, sợ bị quả báo. Dọc đường nghĩ vơ nghĩ vẩn, chẳng mấy chốc đã tới chân núi. Ngẩng đầu nhìn lên, ngọn núi không cao nhưng cây cối rậm rạp, chẳng thấy cửa hang đâu cả. Mùi cỏ ngai ngái, mùi quả dại ngon ngọt lan tỏa trong không khí. Nguyệt Bính cắm cúi nghiên cứu tấm bản đồ vừa tải từ trên mạng xuống, tôi ngồi tránh sang một bên hút thuốc. Tôi thầm nghĩ, nếu đúng như Nguyệt Bính nói, chỉ có người khôn có tội lỗi mới đi qua được cánh cửa tội ác thì chắc gì tôi đã qua nổi. Nhưng không qua được thì còn may, ngộ nhỡ qua được, chui vào bên trong gặp chuyện quái quỷ gì, khéo tôi bị chôn vùi cùng đống cho cốt của 500 vị Phật mất. Ngồi im lặng suy nghĩ lan man, càng nghĩ lại càng thấy rét, ý định bỏ cuộc cứ lớn dần trong tôi nguyệt bính mày xem cái gì mà xem kỹ thế nguyệt bính gãi đầu tao xem bản đồ nhưng không hiểu lắm theo vị trí hiển thị trên bản đồ thì hang rơi phải nằm ở dưới chứ không phải trên núi tôi ngạc nhiên cầm lấy điện thoại nhìn suýt nữa thì bắn con mắt ra ngoài thằng đần mày xem ngược rồi thế à nguyệt bính cười hề hề thế thì lên thôi thằng này lúc nào cũng thế những miền linh dị Thái Lan. Dương Hành Triệt chương 8, hàng Rơi Tăm Tối, năm năm Suốt chặng đường, chúng tôi không nói một lời nào, không có giống trùng quái dị nào chặn đường, cũng không có yêu ma quỷ quái gì gây sự, chúng tôi thuận lợi đi đến trước cửa hang rơi. Nhưng sự thuận lợi khác thường lại khiến tôi thấy hơi bất an. Nguyệt Bính trao tít đôi mày, mặt biển trước bão tố luôn yên lặng nhất. Tôi gật đầu thừa nhận, nhớ tới một tuyệt chiêu mà bà cô trong cô nhi viện đã dạy cho tôi khi còn nhỏ. Tôi thấm một ít nước bọt, bôi lên mí mắt, nghe nói như vậy có thể tăng thêm dương khí, khi đi đường đêm sẽ không nhìn thấy những thứ âm tà. Tôi cứ nghĩ rằng hang rơi phải rộng lớn lắm, không ngờ khi tận mắt nhìn thấy mới thấm thía sự chi lý của câu nói chăm nghe không bằng một thấy. Miệng hang hình tròn, rộng khoảng 2 mét vuông, nhìn vào tối đen hun hút. Nguyệt Bính bật đèn pin soi vào trong, chùm sáng chìm nhìm trong bóng tối, chẳng nhìn thấy bên trong thế nào. Giờ thì tôi hối hận sâu sắc vì đã nhận lời Nguyệt Bính đến cái hang ma quái này. Tôi luôn có một nỗi sợ khó tả đối với những không gian tối om, đen đặc. Khi đứng trong đó, tôi luôn có cảm giác ai đó đứng ngay trước mũi hoặc bám sát sau lưng. Chỉ nháy mắt nữa thôi sẽ vươn tay kẹp chặt lấy cổ tôi. Nguyệt Bính quay sang nhe răng cười với tôi rồi lấy ra mấy que huỳnh quang vứt vào trong hang. Nhờ thư ánh sáng lờ nhờ xanh lét, có thể nhận ra trong hang chẳng có gì đặc biệt. Có lẽ lâu ngày không có ai lui tới, nền hang phủ một bụi đất dày, vách hang chẳng chịt dây leo. Tôi bắt trước Nguyệt Bính như một cây máy, dùng dây dày buộc chặt ống quần để tránh bị trùng độc chui vào rồi thấp thỏm bước vào trong hang. Cứ mỗi bước chân lại thốc lên một đám bụi dày, sộc vào mũi ngứa ngáy khó chịu tôi chỉ muốn hát xì hơi nhưng lại cảm thấy trong hang tràn ngập một sức mạnh ma quái nên lại sợ sệt cố nhịn chỉ dụi mũi liên hồi bí ngô tao quên chưa nói với mày nguyệt bính chậm rãi nói trong hang này người ta từng phát hiện ra hai xác chết bị hút kiệt máu mà không rõ nguyên nhân nên đã hai chục năm nay chẳng có ai dám mò vào sao mày không nói sớm tôi chỉ muốn cho nguyệt bính một vả nguyệt bính mày có còn là con người nữa không? Còn chưa dứt câu, chân tôi đã tụt vào trong một đám bụi dày, lòng bàn chân dẫm trúng một thứ gì cưng cứng. Trên vách hang bỗng vang lên một chàng kẽo kẹt nặng nề giống như một chiếc xe bỏ không rất lâu giờ mới được khởi động, có tiếng ma sát khô rít khi bánh răng nghiến vào nhau. Đám dây leo rung lên lào xào, hình như có thứ gì đó bay vọt ra. Nguyệt Bính lập tức ấn cổ tôi ngã ụp mặt xuống nền hang. Tôi trở tay không kịp, cạp một miếng đất bụi, chỉ nghe thấy những tiếng rít gió vèo vèo sát sạt trên đầu. Ghé mắt nhìn lên, thấy vô số bóng đen dài khoảng ba tấc bay qua bay lại chẳng chéo vào nhau, cắm phẩm phập vào vách hang đối diện. Có mấy bóng đen lao trúng nhau giữa không trung, tóe ra ánh lửa sáng lòe, rơi rụng xuống đất. Là tên nỏ. Tôi nhìn mà rùn hết chân tay, chừng mắt nhìn Nguyệt Bính. Nguyệt Bính lắc đầu nhăn nhó, tỏ vẻ nó cũng có biết đâu cứ nằm bẹp tại chỗ chừng hơn một phút dàn cung nỏ hai bên coi như đã bắn sạch tên nguyệt bính đứng dậy phủi bụi trên người nhặt lấy một mũi tên lên xem lúc này tôi mới thở hắt ra cái thằng chết toi kia mày liều lĩnh vừa thôi bố mày suýt nữa thì thành con nhím rồi đấy ít nhơ mày cũng phải nói vài câu hối lỗi với tao chứ nguyệt bính chẳng nói gì nhét mũi tên vài tay tôi lại rút một mũi tên trên vách hang thủng thẳng, cẩn thận chỗ mũi đấy, có độc. Tôi giật bắn mình, nhìn đầu mũi tên, thấy lấp lóe màu lam sẫm. Thân tên cứng rắn như kim loại, đen kịt, còn chạm khắc hoa văn hoa cỏ uốn éo phức tạp, chế tác khá là tinh xảo. Hoa văn kéo dài đến giữa thân tên, rất tự nhiên kết thành hai con chữ hồng vũ. Niên hiệu của Minh Thái Tổ Chu Nguyên Trương sao? Sao Chu Nguyên Trương là vị hoàng đế khai quốc của vương triều nhà Minh trong lịch sử Trung Quốc? cai trị từ năm 1368 đến 1398. Các sử gia gọi thời kỳ cai trị của ông là Hồng Vũ Chi Chỉ, Hồng U Chư Chư. Ông được xem như là một trong các hoàng đế vĩ đại nhất của Trung Quốc nhờ các công trạng to lớn của mình với đất nước. Cái hang rơi này chắc chắn không đơn giản như chúng ta tưởng tượng đâu. Nguyệt bính búng vào thân tên, phát ra tiếng lanh canh vang vọng. Huyết cổ, rơi, cánh cửa tội ác, Sắc chết bị hút máu, bây giờ lại lộ ra cạm bẫy tận thời hồng vũ, còn đơn giản thế nào được nữa. Chí tò mò của tôi bắt đầu bị kích thích. Có lẽ do pin đã hao hụt quá nhiều trong rừng vạn độc, quay về chiêng mai lại chưa kịp sạc nên ánh đèn pin trong tay Nguyệt Bính yếu dần đi, từ sáng trắng ngả sang vàng nhạt, quầng sáng cũng thu nhỏ lại, cuối cùng thì từ từ tắt lim. Trong hàng chỉ còn lại mấy cái que huỳnh quang xanh lét, trông như từng đốm lửa ma chơi. Xoạt, đám dây leo bên cạnh đột nhiên rung động, tìm tôi thoát lại, chưa kịp phản ứng đã có thứ gì rơi phịch xuống vai. Tôi hét lên một tiếng rùng rợn, bật ngửa về phía sau. Gáy tôi va phải một đám gì mềm mềm nhũn nhũn, mùi hôi thối phụt ra nồng nặc, một dòng chất lỏng dính nhem nhép chảy dài xuống cổ. Ngay sau đó là một trành tiếng kim loại cọ sát vào nhau nghe mà ghê bốt cả răng, bên trên miệng hang bỗng huỳnh huỳnh như sấm động, rồi một khối đá to tướng rơi ầm xuống, bít kín miệng hang, cú chấn động khủng khiếp khiến tôi suýt rách màng nhĩ. Tôi chết lặng trong cơn khiếp đảm cùng cực, còn Nguyệt Bính chỉ đờ ra một lát rồi chấn tĩnh ngay lại, mày đứng im. Lúc này, tôi mới nhận ra cái gáy tôi vẫn dính chặt với cái đống nhũn nguyết kia, tuy rất ghê sợ nhưng không dám cục cựa nữa. Nguyệt Bính trông rất căng thẳng, thận trọng bước lại gần, túm lấy tóc tôi, xuống tấn kéo tôi ra cứ như nhổ cù cài tôi sờ gáy trong lòng bàn tay nhớp nháp thứ chất lòng vàng nhờ nhở hôi thối khủng khiếp mày đừng quay lại nhìn nguyệt bính vốc một nắm đất vội vã trả sát hai tay câu này đúng là thừa thải, một thằng tò mò như tôi làm gì có chuyện không nhìn kết quả vừa quay đầu lại tôi đã hối hận nặng nề vì đã không nghe lời nguyệt bính ngay sau lưng tôi là một xác chết thối giữa đằng sau vài cọng dây leo, cái xác bị vô số mũi tên sắt đóng đanh lên vách đá, không biết đã chết bao lâu rồi. Thịt da đã khô quắt, dính bết vào xương, dịch phân hủy chảy nhễ nhại khắp cơ thể. Thứ vừa rơi xuống vai tôi lúc nãy là một bàn tay. Cái đầu của cây xác chết lõm vào thằng một hốc lớn, bên trong da thịt bầy nhầy nhung nhúc những con giòi trắng ẩn. Vừa nhìn thấy vậy, tôi đã hẹ một tiếng, nhảy cẫng lên dối rít phủi khắp người vỗ bồm bộp vào đầu có tiếng giòi bị đập lép bếp làm tôi sờn cả tóc gáy hang rơi có lẽ là một ngôi mộ cổ nguyệt bính nhặt lấy một mũi tên mang hoa văn đơn giản là mộ tùy táng thiết lập rất nhiều cạm bẫy để ngăn chặn dân trộm mộ tầng thứ hai chính là hang thứ hai mới là mộ chính không biết là chôn ai trong đó không hiểu tại sao lại xuất hiện ám khí của triều minh nhỉ liệu có phải là mộ của người hán không Tôi cố gắng kìm nén cơn buồn nôn, nhưng làm gì người Hán nào lại xây mộ ở tận Thái Lan? Với lại mày đã bảo trong hang rơi thờ tượng Phật, trước khi có người bị hút máu trong hang, du khách ra vào nhiều lắm cơ mà, có nghe nói ai chạm vào cạm bẫy nào đâu. Tại sao đến lượt chúng ta lại toàn bẫy là bẫy thế? Làm gì có chuyện bao nhiêu xui xẻo chỉ nhăm nhăm đổ lên đầu chúng ta? Không chừng hai người đó phát hiện ra bí mật của hang nên mới chết. Sau đó, kẻ canh mộ liền tung tin đồn thất thiệt để khiến người ta sợ hãi không dám bén mảng, còn khởi động cả cạm bẫy để phòng ngự. Tôi trợn mắt, này, mày đọc nhiều tiểu thuyết trộm mộ với phim Conan quá nên bị ngáo phải không? Từ sâu thẳm trong lòng hang bỗng thốc ra một luồng gió lạnh. Trước ánh sáng yếu ớt từ những que huỳnh quang, chúng tôi nhìn thấy vô số đống sáng xanh lét lóe lé lên từ sâu trong bóng tối, rào rào bay tới. Rơi! Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, những miền linh dị Thái Lan. Dương Hành Triệt chương 8, Hàng rơi tăm tối, 6 6. Tóc gáy tôi dựng lên rào rào, chúng tôi đã không còn đường lui, chẳng lẽ lại đứng chơ mắt để bầy rơi sơi sống. Đứng im, rơi nhìn đường bằng sóng siêu âm nên sẽ không lao vào những vơ bất đồng. Nguyệt bính quát lên với tôi. Lúc này, bầy rơi đã bay sát lại gần, những cái cánh dài vỗ đập phành phạch. Tôi nhìn mà kinh hãi, mấy lần định ngồi tụp xuống hoặc chui vào trong đám dây leo nhưng thấy Nguyệt Bính vẫn đứng chơ chơ như tượng đá nên tôi cũng đành nghiến chặt hàm răng, đánh liều đứng yên như nó. Bảy rơi to tướng đã bay đến trước mắt, rào rào né qua chúng tôi, bay thẳng ra cửa hang. Có mấy con còn bay sát sạt trước mặt tôi, tôi còn nhìn rõ dưới đôi mắt tì hí là cái mõm dâu ria tua tủa, Lầm chồm răng nhọn trông vô cùng ghê tởm. Lũ rơi đông hơn so với tưởng tượng của tôi rất nhiều, chốc lát sau đã đặc nghẹt cả trong hang. Do cửa hang đã bị bít kín, không bay ra ngoài được nên chúng chỉ biết vỗ cánh phành phạch bay loạn xả xung quanh. Chúng tôi cứ đứng như trời trồng giữ một biển rơi sóng vỗ lút đầu, chơ mắt nhìn chúng bay loạn xả qua mình. Cảnh tượng ghê rợn này, cả đời tôi cũng không muốn trải qua lần nữa. Tôi chỉ biết âm thầm cầu nguyện hy vọng hệ thống định vị sóng siêu âm của bọn chúng đừng có mà trục trặc, chứ cả con rơi lớn thế kia mà húc vào mặt tôi thì chỉ có đi đời. Buồn nôn hơn nữa là còn có con vừa bay qua vừa phong uế, rơi tuyệt và bào người tôi. Nhìn qua màn rơi, tôi thấy Nguyệt Bính cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, mặt nham nhở phân rơi, trông như thằng hề khiến tôi chỉ muốn bật cười. Giờ phải làm thế nào đây? Nhìn lũ rơi bay cuồng loạn như không có ý định quay về, tôi lo lắng hỏi. Nguyệt Bính ngẫm nghĩ rồi nói, đi vào trong đi. Tôi thầm nghĩ, trước cửa dày đặc những rơi, làm gì còn cách nào khác, bèn nghiến răng cùng với Nguyệt Bính lặng lặng bước đi ngược hướng với bầy rơi. Đi mãi, đi mãi, hơi lanh trong hang mỗi lúc một giá buốt, hai hàm răng tôi bắt đầu va vào nhau lập cập. Cuối cùng chúng tôi cũng dừng lạo trước một vách núi thẳng băng như dao gọt. Hơi lạnh từ đáy vực bốc lên mùn ngụt, gặp không khí ở tầng trên, ngưng động thành từng giọt xương dày đặc. Tôi lờ mờ nhìn thấy hai sợi dây thừng to bằng cổ tay chạy song song một trên một dưới, nối tới vách đá đối diện. Trên vách đá bên kia có một cửa hang nhỏ vuông vức, tôi áng chừng vừa với khổ người của tôi phải cúi lom kho mới chui vào được. Đã tới cánh cửa tội ác rồi, Nguyệt Bính đưa tay nắm lấy sợi dây thừng, dùng thử xem có chắc chắn không rồi dẫm lên sợi dây bên dưới, bám vào dây bên trên, bắt đầu dịch chuyển về phía đối diện tôi cũng đi theo sợi dây phải chịu sức nặng của hai người trao lắc đung đưa tôi hoảng loạn rậm mạnh chân biên độ dao động lại càng lớn sợi dây trao đảo dữ dội khiến tôi suýt nữa vuột tay rơi xuống vực sâu hun hút mày có đầu óc một tí được không mặt nguyệt bính tái mét cầu dây phải đi từng người một mày trèo lên thế này sẽ mất cân bằng ngã chết đấy tôi chẳng còn tâm trí đâu mà cãi sợi dây lắc qua lắc lại như đánh đu lên xuống bập bênh chẳng có quy luật gì cả tôi sắp không bám nổi nữa rồi nguyệt bính cứ như con khỉ hai tay tóm chặt sợi dây phía trên rồi đu mình lên giơ hai chân quắp lấy bí ngô bám lấy sợi dây phía dưới chúng ta cùng leo qua nguyệt bính luôn tìm được phương pháp giải quyết vấn đề đơn giản nhất trong thời khắc nguy hiểm nhất tôi vội vàng ôm cứng lấy sợi dây bên dưới rồi hai thằng cứ như con khỉ trong gánh xiếc mỗi thẳng đu một sợi dây, bò từng tí một về phía vách núi đối diện. Sợi thừng thô giáp, cứng ngắt, tôi vừa bám thật chặt vừa bỏ đi. Lòng bàn tay đau rát, chắc đã chảy trụa cả rồi. Vách đối diện đã gần ngay trước mắt, bỗng nhiên đằng sau nghe đánh phượt một tiếng, chỉ cảm thấy lực căng của sợi dây bỗng buôn trùng rồi cả người rơi hẫn xuống vực. Sợi thừng đã đứt. Thôi xong, tôi vùn vụt rơi xuống, tay chân vẫn bám cứng lấy sợi dây, chỉ còn nuôi hy vọng không bị văng đi. Nhưng trong lực của cú rơi quá mạnh, vượt xa sức nắm của tôi. Tay tôi trượt đi trên sợi dây thừng thô giáp, nóng rát như lửa thiêu, đau như cắt cứ. Tôi không chịu đựng nổi nữa, bàn tay tuột ra, tôi rơi thẳng xuống dưới. Thế là xong, đây là suy nghĩ cuối cùng của tôi. Những miền linh dị Thái Lan. Dương Hành Triệt. Chương 8, hàng rơi tăm tối, 7. 7. Nhưng suy nghĩ này vừa lóe lên, lưng tôi đã dáng đánh ngủ ít xuống đất, đau vô cùng. Cú rơi kết thúc quá đột ngột, khiến tôi ngơ ngác, không dám tin là mình chưa chết. Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng gào thét như điên của Nguyệt Bính, bí ngô. Bí ngô, xung quanh tôi đen nhánh như sơn, hoàn toàn không thấy gì khiến tôi vô cùng sợ hãi. Nhưng ngẩng đầu nhìn lên, tôi vẫn thấy ánh sáng le lói trên vách núi. Trong màn sương mù mịt, tôi thấy Nguyệt Bính thò cổ xuống gào thét, cách tôi chừng 5, 6 mét. Tôi thầm nghĩ, cái vực nông chết thế này mà cũng phải buộc hai sợi dây trèo leo gì cho mệt. Cứ bám đà leo xuống rồi leo lên có phải đỡ nhọc công không, đúng là ăn no dỗi việc. Tôi liền bực dọc quát lên trả lời, mẹ kiếp, tao vẫn sống nhăn răng đây, mày gào khóc cái quái gì thế? Mày chưa chết à, giọng Nguyệt Bính đầy kinh ngạc. Câu nói của nó khiến tôi nổi đóa chỉ sâu có 5, 6 mét thôi, chết thiết quái nào được. Không tin mày cứ xuống mà xem. Tôi vừa nói vừa đứng dậy, lúc này mới phát hiện ra không biết mình đã rơi vào đống gì lùn nhồn. nhấc chân dẫm lên thấy lạo xạo như mảnh xanh, vừa quờ tay ra thì chạm phải măng đá, ngay sau đó là những tiếng rào rào rội ra từ phía xa. Tuy không nhìn thấy nhưng cũng đoán được những cái măng đá dưới vực này đã bị phong hóa mục nát cả rồi, chỉ khẽ va là vỡ vụn ánh sáng trên vách núi bị ngăn cách bởi sương mờ, không lọt xuống được. Tôi sợ cứ loạn quảng đi bừa, nhỡ có cây măng đá nằm ngang dọc chọc vào mắt thì toi nên hét tướng lên, nguyệt bính, vứt một que huỳnh quang xuống đây cho tao. Nào ngơ tư tưởng lớn gặp nhau tôi còn chưa kịp dứt lời đã thấy vài cái que huỳnh quang rơi xuống lả tả. Những giải sáng xanh len lét bay qua sương mù trông ảo diệu vô cùng. Trên đường chúng rơi xuống, Tôi nhìn thấy những hoa văn màu đỏ trông rất ma quái trên vách đá. Nhưng chưa kịp nhìn kỹ, chúng đã băng qua, rơi xuống đất, chiếu sáng khoảng không gian dưới đáy vực. Tôi đưa mắt nhìn, lập tức thấm thía mức độ chi lý của một câu danh môn, đôi khi nhìn thấy còn đáng sợ hơn là không nhìn thấy. Bóng tối khiến tôi sợ hãi, nhưng nỗi sợ hãi mà ánh sáng mang lại còn khủng khiếp hơn nhiều. Dưới đáy vực, xương người chồng chất cú rơi lúc nãy đã khiến tôi đè nát vụn mấy bộ xương người. Trước mặt tôi, có một bộ xương vừa đổ xuống gây ra cú đổ vỡ dây chuyền mà lúc nãy tôi cứ ngỡ là măng đá bị phong hóa. Hai bên trái phải tôi là hai bộ xương, lập lòe ánh lân tinh yếu ớt, bộ hàm không còn gân cơ háo ngoác, những chiếc răng đen xỉn bám dày bụi đất, hốc mắt trông giống sâu hoắm như hang không đáy đang tròng trọc nhìn tôi tất cả những gì nhìn thấy đã vượt quá giới hạn chịu đựng của thị giác khiến đầu óc tôi tê liệt vì ghê sợ quả tìm muốn vọt ra khỏi lồng ngực ồ đoạn này nghe quen quen nhưng kinh hoàng hơn nữa là phía sau đống hải cốt còn có một cái hang phải to bằng nửa cái sân bóng bên trong thù lù một khối đen ngòm như một tòa kiến trúc hình tam giác ngước mắt nhìn lên thấy đỉnh của kiến trúc này có một cái ghế trên ghế có một người đang ngồi chĩnh trện mình mặc tăng bào khuôn mặt phương phi một tay trống cằm đang nhìn xoáy vào tôi vừa nhìn tôi đã như bị điện giật toàn thân chết cứng ở đây sao lại có người nguyệt bính cắn một que huỳnh quang trong miệng bám lấy sợi dây đứt tụt xuống cũng đã nhìn thấy nó ngây ra một chốc rồi ánh mắt bỗng bừng lên một vẻ mừng rỡ rất quái lạ sau đó nó không nói không rằng cứ thế tiến về tòa kiến trúc bộ dạng mê mẩn như khi nhìn thấy thần rắn hai đầu cử chỉ cổ quái của nó đã khơi dậy cho tôi một ý nghĩ khủng khiếp nhất thảm sâu trong tiềm thức thực ra tôi chưa hề tin tưởng hoàn toàn vào nguyệt bính tuy nó đã giải thích với tôi nhưng tất cả những gì nó thể hiện ra với tôi lại không đơn giản mới theo doang học cổ thuật được một hai tháng bây giờ mới nhận ra à mặt cười những bí thuật mà nó dùng để trừ khử bà ma cỏ phải chăng cũng học từ chỗ doang tại sao tiếng thái của nó lại thành thạo hơn tôi tại sao nó lại biết được truyền thuyết về hang rơi tại sao vừa mới bước vào hang nó đã đoán ra được đây là một môi mộ cổ và phản ứng của nó bây giờ còn khiến tôi sợ hãi hơn cả ông sư ngồi thù lù trước mặt kia bí ngô nguyệt bính hào hứng vẫy tay với tôi và phải mấy bộ xương người đổ lọc cọc mà chẳng hề để tâm tao đã hiểu ra rồi tôi lạnh lùng ừm một tiếng trong lòng vô cùng bực bội đây đúng là một môi mộ cổ bố cục thật quá kỳ diệu quá bất ngờ nguyệt bính khen nức nở hóa ra cái hang thứ hai chỉ là để ngụy trang mà thôi khi mọi người đến bên mép vực nhìn thấy sợi dây dẫn đến cái cửa tự nhiên sẽ đít theo lối đó vừa nãy tao đã nhìn rồi bên trong có một tháp vật nhỏ được chạm khắc nương theo các gờ đá trên vách núi còn có hiệu ứng không gian ba chiều nữa nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thể nhận ra trong đó có tòa tháp vật Thảo nào những người đã bước vào đều nói không biết có tháp Phật hay không nhưng cảm giác hình như là có. Còn cánh cửa tội ác chỉ là một trò tự kỳ ám thị thôi. Người từng gây ra tội lỗi sẽ có tật giật mình, nhìn thấy hai sợi dây đu đưa thế này thì càng hốt, càng không dám trèo sang. Tất cả những điều đó đều nhằm phân tán sức chú ý để ngụy trang, bảo vệ cho môi mộ cổ dưới này. Đây gọi là nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất thế không phải mày đến đây để tìm cho cốt của phật đà để cứu rách và cô y tá à tôi hỏi thì phật đà ở đây chứ đâu nguyệt bính chỉ đống xương cốt xung quanh mày vẫn chưa nhìn thấy à mẹ kiếp giờ tao nhìn rõ lắm rồi tôi không nhịn nổi nữa thằng chó mày vẫn giấu tao phải không nguyệt bính vội vàng giật mình giờ mới đổi mặt nghiêm chỉnh nói bí ngô khi theo học doang tao nghe nói trong hang rơi ẩn giấu bí mật nghìn năm ai phá giải được bí mật này sẽ có được thu hoạch không ngờ, nên nhìn thấy cảnh tượng dưới này, tao mừng quá. Mày cút đi, tôi gầm lên như muốn chút hết những bất mãn trong lòng. Sao mày không nói với tao từ đâu? Thì đầu tiên tao cứ nghĩ đây chỉ là truyền thuyết vớ vẩn, đến lúc vào hang rồi mới từ từ nhận ra đây là sự thực. Nguyệt Bính sở mũi, trả lời một cách khiên cưỡng. Cơn bực tức khiến những bộ xương mùn ngang bên cạnh không còn đáng sợ nữa, Tôi xài bước dẫm lên xương vụn, đi thẳng đến trước mặt Nguyệt Bính, tao cần một lời giải thích hợp lý. Nguyệt Bính nhìn tôi, lại nhìn lên nhà sư bên trên tòa kiến trúc, câu trả lời ở chỗ ông ta. Mày hãy nhìn cánh tay phải của ông ta xem, ông ta đang cầm một cuốn sách. Lúc này, tôi mới nhận ra, từ nãy đến giờ nhà sư không hề động đậy. Dưới ánh xanh yếu ớt của các que huỳnh quang, tôi căng mắt nhìn và lờ mờ trông thấy trong tay nhà sư đúng là có thứ gì vuông vắn như cuốn sách chắc là ông ta đã chết từ lâu rồi nhưng hình hài vẫn nguyên vẹn không bị thối rữa. Riêng việc này đã là một kỳ tích. Nguyệt Bính lại bước về phía vật kiến trúc kia. Tôi đành ôm một bụng hầm hực đi theo. Những miền linh dị Thái Lan. Dương Hành Triệt. chương 8, hàng rơi tăm tối. 8. 8. Chúng tôi leo lên bậc tam cấp. Tòa tháp không cao, vèo cai đã lên tới đỉnh đứng đây nhìn xuống thấy xương trắng phủ đầy đất gợi lên một cảm giác hết sức rùng rợn. Trên đỉnh tháp là một khoảng sân bằng phẳng rộng khoảng 5 mét vuông, nhà sư đang ngồi xếp bằng tại đó, đầu hơi cúi, mắt nhắm nghiền. Tướng mạo của nhà sư sâu xí lạ thường, cầm chìa ra phía trước, mũi tệ dí nhưng lỗ mũi hết ngược, trông như mũi khỉ. Cặp lông mày rậm dì xếp ngược như hình chưa bát, tuy đã chết nhưng trên sắc mặt vẫn lộ vẻ đau buồn bi thiết, cả thân người toát lên một khí thế hừng hực. Và tăng bào màu xám khoác trên người thiêu chín con rồng bằng tơ vàng tăng thêm vẻ nghiêm trang. Tôi cảm thấy rất quen mắt, dường như đã từng nhìn thấy trên tivi hay sách báo nào rồi. Hòa thượng tuy diện mạo sâu xí nhưng tầm vóc to cao, màu da cũng không đen giống như người Thái mà khá giống người Hán. Nhìn vào thi thể, chắc ông ta cũng chết khá lâu rồi nhưng vẫn bảo quản được nguyên vẹn thì đúng là hết sức kỳ lạ trên tay phải của ông ta nắm chặt một cuốn sách đã ố vàng mục nát bìa sách trống trơn không có lấy một chữ nguyệt bính nhíu mày đưa mũi chân điểm nhẹ xuống mặt đất thăm dò xác nhận không có cạm bẫy mới yên tâm bước qua vòng ra sau lưng nhà sư rồi bỗng kêu lên một tiếng kinh ngạc đúng lúc đó nhà sư bỗng ngẩng phát đầu mở tròn hai mắt tôi giật nảy mình tìm bắn ra ngoài suýt nữa ngã ngửa trong đầu chỉ bùng nhùng mấy chữ xác chết sống dày chạm vào đôi mắt của ông ta, tôi như chạm phải một luồng khí lạnh. Trong hốc mắt ông ta là hai đám lửa đỏ cháy rực nhảy nhót. Một đôi con ngươi màu đỏ. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, những miền linh dị Thái Lan. Dương Hành Triệt chương 8, hang rơi tăm tối 9 9. Không phải xác chết sống dậy mà là cảm ứng giữa trùng độc với trùng độc. Nguyệt Bính ném cho tôi một điếu thuốc lá, bí ngô nổi tao đã nghĩ ra một cách để giải trừ màu mắt đỏ cho mày rồi đấy tao biết là mày nghi ngờ tao giờ tao sẽ nói rõ cho mày biết nhưng trước tên mày hãy xem thứ này đã nghe nó nói vậy tôi lấy làm kinh ngạc tôi vô thức đi vòng qua sau lưng hòa thượng và cảnh tượng nhìn thấy khiến tôi giận tóc gáy toàn bộ phần lưng của hòa thượng máu thịt nát nhừ như tương đỏ loét sủi lên chi chít những cái bong bóng to bằng hạt đậu tương trong mỗi bong bóng máu là những con run màu đỏ sẫm néo núc nít đang ngoe nguẩy muốn phá rách bong bóng chui ra khỏi đống máu thịt bầy nhầy. Nhưng dù chúng có cố gắng đến mấy, phần đuôi vẫn bị mắc lại nên đành rúc đầu vào trong. Khi con run đã chìm lút vào trong thịt, lại rủi ra một cái bong bóng. Cứ thế, toàn bộ phần lưng chi chít những cái mầm thịt biết động đậy Thực ra là mắt của mày bị trúng cổ đấy, Nguyệt Bính nói khẽ, chứ mày không phải là người Thái Lan cũng chẳng có liên quan gì đến làng rắn hết. Tao chưa nói ra vì sợ mày không chịu đựng nổi thôi. Giờ thì tao đã hiểu về cổ trùng, tao nói được rồi. Mày có biết không, giữ bí mật với thằng bạn tốt nhất là cực kỳ khổ sở. Tộc cổ luôn săn lùng những người mắt đỏ được đưa ra khỏi rừng vạn độc đã bí mật gửi tới khắp mọi nơi trên thế giới. Nhưng biển người mênh mông, biết đâu mà tìm, thế là tộc cổ đã chọn những người có bát tự sinh ra đều là âm sau đó gieo cổ trùng để biến người đó thành người mắt đỏ kiểu người này tuy rất ít nhưng dựa vào thuật cổ độc kỳ khôi kiểu gì họ cũng tìm thấy được và mày chính là một trong những mục tiêu mà họ tìm kiếm tộc cổ không bao giờ chịu tiết lộ nguồn gốc thực sự của người mắt đỏ nếu không sẽ đánh mất toàn bộ cổ thuật còn tại sao lại như vậy tao cũng không biết doang không nói với tao về bí mật của mày còn tại sao tao lại biết được nhiều thứ kỳ khôi cổ quái rất đơn giản sau khi đứa trẻ bị gieo cổ độc biến thành người mắt đỏ tất nhiên sẽ bị kỳ thị đủ điều nên trong cuộc đời kiểu gì cũng gặp nguy hiểm vì thế cần phải bố trí một người bạn cùng trang lứa âm thầm bảo vệ nó cũng không biết là do may mắn hay bất hạnh tao chính là người đó khi tao còn học tiểu học doang đã tìm đến tao dạy tao đủ thứ những thứ đó mày thấy cả rồi đấy mày nhớ lại đi mỗi khi mày gặp nguy hiểm đều là tao giúp mày cả đến khi mày vào đại học mày và tao cùng đỗ một trường ở chung một phòng đều là được người ta sắp xếp hết tao biết là mày không chịu tin đâu nhưng tao nói thật đấy ở thái lan có một truyền thuyết nói rằng người mắt đỏ là người bị nguyền rủa cũng chỉ có người mắt đỏ mới mở ra được bí mật lớn nhất của tộc cổ bí mật này không chỉ là những việc mày đã biết đâu mà còn bao gồm cả nguồn gốc của cổ độc nữa nghe nói cổ thuật thực sự không phải bắt nguồn từ thái lan mà là từ trung quốc truyền sang đấy nghe nói việc này có liên quan đến việc trịnh hòa đi tây dương năm xưa minh thành tổ chu đệ phái trịnh hòa sang tây dương ngoài việc tăng cường quan hệ giao bang còn có một nhiệm vụ bí mật nữa đó là tìm kiếm kiến văn đế chu doãn văn nhưng vẫn còn một nguyên nhân sâu xa hơn thế đó là tìm kiếm một cuốn cổ thư đã bị thất lạc năm xưa khi hoàng đế khai triều minh chu nguyên trương tranh đoạt thiên hạ luôn có một cánh quân thần bí trợ giúp đó chính là tộc người nam cương rất giỏi cổ thuật nhìn thấy ngón nghe cổ thuật ly kỳ của họ chu nguyên trương cảm thấy bị uy hiếp sau khi lên ngôi cánh quân này đã bị tàn sát hàng loạt những người còn sống sót bèn chạy trốn sang thái lan nghe nói đã tìm được cuốn sách cổ thuật học được cổ thuật ghê gớm hơn nữa đến khi chu nguyên trương qua đời Chu Đệ cướp môi Chu Doãn Văn, đoạt được thiên hạ, truy lùng Chu Doãn Văn khắp nơi. Có tin đồn rằng có người nhìn thấy Kiến Văn Đế tại Thái Lan, hẳn là ông ta muốn đi tìm cuốn sách cổ thuật, liên kết với tộc Cổ để phục quốc. Chu Đệ liền phái Trịnh Hòa đi Tây Dương, nhưng sự thật là dẫn theo một đoàn kỳ nhân dị sĩ Trung Nguyên sang Thái Lan giao đấu với tộc Cổ. Kết quả không biết ra sao, chỉ biết hai bên thương vong trầm trọng đây chính là nguyên nhân khiến trịnh hòa được chu đệ cực kỳ vọng trọng sẵn sàng chu cấp nguồn tài lực khổng lồ để đóng thuyền ra biển nhưng có một truyền thuyết khác nói rằng trịnh hòa không hài lòng với việc chu đệ cướp môi nên đã ngấm ngầm giúp đỡ kiến văn đế nhưng đây chỉ là tin đồn thực hư ra sao vẫn chưa biết được chắc là mày không tưởng tượng được đâu vì tao tò mò nên đã học cổ thuật nên cũng gián tiếp bị người ta gieo cổ buộc phải tiếp nhận sứ mệnh bảo vệ mày nhưng thân với mày từng ấy năm tao đã coi mày như anh em nên tao đã khẩn cầu doang giải trừ màu mắt đỏ cho mày doang đã nhận lời tao nhưng đến tận khi vào rừng vạn độc tao mới biết là mình bị lừa tao có lỗi với cha lơm với người dân làng rắn và cả bà xua chin nữa sau khi doang chết rồi tao đã thầm thề với lòng sẽ giải thoát cho mày khỏi đôi mắt đỏ bị nguyền rùa theo như manh mối mà tao biết được đầu tiên phải tìm được ông ta thực sự là tao không biết ai đã gieo cổ trùng cho rách và cô y tá nhưng đúng là số phận run rùi đã cho tao tìm được cái xác chết vạn cổ bất kiến này ông ta chính là người mắt đỏ đầu tiên thứ ông ta cầm trong tay nghe nói là sách cổ thuật chân chính đến bây giờ tao mới nói với mày bởi vì nếu chân tướng được phơi bày không những toàn bộ cổ thuật sẽ tiêu biến mà lũ cổ trùng trong người sẽ phản chủ khiến tao mất mạng Lũ cổ trùng trên cây xác vạn cổ bất kiến này có thể chữa khỏi tất cả mọi loại cổ độc. Thời gian gấp lắm rồi, mày đừng có lằng nhằng nữa, cứ làm theo lời tao. Những miền linh dị Thái Lan Dương Hành Triệt chương 8, Hoàng Rơi Tam Tối, 10 10 Nói đến đây, Nguyệt Bính bỗng ho sặc sụa rồi phun ra một bộ máu đen ngòm. Tôi chưa hết bàng hoàng trước câu chuyện mà nó vừa kể, vẫn đứng được ra không biết phản ứng gì máu đen bắn loang lổ trước ngực áo nguyệt bính, trông vô cùng ghê rợn. Nó hít sáu một hơi rồi mím môi thọc tay vào sau lưng hòa thượng, khi rút ra, trên tay đã có thêm mấy con run béo mẫm đang dẫy rùa. Ăn đi, Nguyệt Bính đưa cho tôi một con. Á, tôi trợn trừng mắt nhìn con run sống nhăn đỏ bầm như thịt đang ngoe nguẩy, trên mình bám đầy máu thịt thối giữa của hòa thượng, nghĩ thầm thứ này mà giải độc cái gì, có mà làm tôi ngộ độc chết thì có mà dù không ngộ độc chết thì chắc tôi cũng ghê tởm đến chết. Nguyệt Bính ngửa cổ há miệng mặt nói nhăn như bị, đầy khổ sở, kinh tởm, ghê khiếp nhưng vẫn ném con run vào miệng. ực ừ một tiếng, ít hầu trồi thụt, con run bị nuốt chừng vào trong bụng. Ngay sau đó, bụng nó sôi lên ồng ục như sấm, rồi nó há miệng, phun ra một con bọ cánh cứng xanh lét, xoạt một tiếng phóng lên người hòa thượng, chui tọt vào trong thịt. Mẹ kiếp, mày ăn đi chứ còn chờ đợi gì nữa. Nguyệt Bính thấy tôi vẫn đang đờ đẫn cầm con run trên tay đấu tranh tư tưởng thì quát ầm lên, rồi không kịp để tôi nói gì, đưa tay bóp má tôi, giật lấy con run đang hoàn hoại vứt vào miệng tôi. Một thứ mùi thối hoắc, tanh lòm lập tức sặc sụa trong thực quản. Tôi cảm thấy con run trơn nhảy trôi xuống cổ, thật ghê tởm và buồn nôn không thể tả. Tôi há miệng muốn nôn thì Nguyệt Bính đã sập ngay hàm tôi lại, ghi chặt lấy đầu tôi, chưa xuống đến dạ dày, dứt khoát không được nôn ra, mày chỉ có một cơ hội để giải cổ độc thôi. Phải giải thoát cho mày khỏi đôi mắt đỏ, tộc cổ mới không phát hiện ra mày được. Tôi chỉ còn biết cố nuốt nước bọt ưng ực, cầu trời cho con run trôi nhanh một chút. Nhưng con run này không nhanh chân như con nguyệt bính đã nuốt, một lát sau vẫn lừng khừng ở thực quản. Rồi bỗng dưng, tôi thấy nó dừng lại, từ đó dội lên một cơn đau thấu tim đến đâu rồi? Nguyệt Bính thấy mặt tôi méo xẻo, vội vàng hỏi. Tôi chỉ vào ngực, đau đến không nói lên lời. Nguyệt Bính thoi ngay một đấm vào đó. Tôi thấy lồng ngực tức nghẹn nhưng vẫn cảm thấy có một thứ gì đó trơn tuột trôi đánh vèo vào thực quản, tọt xuống dạ dày. Sau đó, một nguồn hơi nóng từ trong bụng dâng lên ngùn ngụt, theo mạch máu lan tỏa khắp toàn thân, sảng khoái vô cùng. Tôi vừa kịp thở hắt ra một hơi, bụng đã đau đớn như dao cắt cảm tưởng như lòng ruột bị cắt rời thành từng đoạn, hình như có một vật sống đang dẫy ruột khỏi niêm mạc ruột, Lùn lách theo đường ruột chui vào dạ dày, sau đó lại nhanh chóng trôi ngược lên thực quản đến họng. Mùi hôi thối bỗng chốc sặc ruột trong miệng, tôi ha miệng quẹ ngay ra thứ đó. Một cục đỏ lòm rẫy đành đạch trên mặt đất, tôi trợn mắt nhìn, té ra là một con cá vàng mắt đỏ. Đây chính là cổ độc mà tôi trúng phải. Bí ngô, cuối cùng thì mày cũng giải trừ được cổ độc rồi. Nguyệt Bính lau mồ hôi lạnh trên trán, sắc mặt thoáng qua một vẻ tiếc nuối, con cổ thuật của tao cũng mất hết sạch. Tôi không biết phải nói gì nữa, nếu đổi là tôi, liệu tôi có sẵn sàng từ bỏ cổ thuật đã khổ công nhọc luyệt suốt bao nhiêu năm để cứu thằng bạn hay không? Nhưng Nguyệt Bính đã quyết định làm vậy. Cảm ơn, tao cảm ơn mày lắm, trái tim tôi ấm sực, sống mũi cay xè nguyệt bính vuốt mũi nhún vai tưng từng bật ra một câu cảm ơn cái quái gì vẽ chuyện tôi xoa bụng vẫn thấy buồn nôn khủng khiếp cửa hang bị bít rồi giờ chúng ta ra ngoài kiểu gì đây vừa nói xong mặt đất dưới chân bỗng rung rung từ trên vòm hang đá vụn rơi xuống ảo ảo như mưa nguyệt bính nhét mớ run còn lại trong tay vào ống tre ngẩng đầu nhìn vách núi phẳng lì như dao cắt lúc vào hang chúng ta đã chạm phải cạm bẫy. Khéo đây là thủ đoạn phòng trộm cuối cùng, cả hang đổ sập. Âm, um, ầm. Um. âm, trên vách núi rội lên những tiếng nứt vỡ ghê rợn, từ dưới chân lan nhanh lên trên, mặt đất nứt ra mấy khe rộng bằng cả thân người, đá rơi mỗi lúc một to hơn. Tôi và Nguyệt Bính cố gắng né tránh, trong cơn hoảng loạn, tôi nhìn thấy những bộ xương bị đập nát vụn và thi thể của hòa thượng cũng bị chôn vùi tầng tầng lớp lớp. Chúng tôi chạy nép vào trong góc để tránh đá rơi nhưng cơn mưa đá mỗi lúc một dày đặc, không còn nơi nào để tránh nữa. Nguyệt bính kéo cánh tay tôi, chạy vào trong khe đá. Điền à, nó mà khép lại thì chết bẹp đấy, tôi chủ trừ không dám vào. Còn hơn là bị chôn sống, Nguyệt bính vụt lách cái ngay vài trong, quả núi nứt ra rồi, khéo thoát ra ngoài được cũng nên. Dầm, một tảng đá lớn rơi xuống, lăn lông lốc về phía tôi tôi không trần trừ được nữa, nhảy tót vào trong khe hở. Những miền linh dị Thái Lan Dương Hành Triệt chương 8, hàng Rơi tăm Tối, 11 11, bóng tối, bóng tối bất tận Đi trong khe nứt, mắt như bị bịt kín Tài bùng nhùng bởi tiếng nứt vỡ vang rền trong lòng núi và tiếng đá rơi ầm ầm sau lưng Tôi mò mẫm chặt về phía trước Đá nhọn lởm chởm nhô ra rạch chằng chịt khắp người đau đớn mồ hôi trộn lẫn với bùn đất ngấm vào vết thương bỏng rát như thiêu. Còn có việc gì khiến người ta khủng hoảng và vô vọng hơn lúc này? Một hòn đá giáng trúng vai tôi, đau đớn tê dại. Tôi bột kêu lên, ngã sụp xuống, thở hổn hển. Có lẽ cơn tuyệt vọng đã khiến tôi buông xuôi, tôi không muốn đứng dậy nữa. Bụi bầy sặc sụa khiến tôi ho rũ rượi, nước mắt ứ ra giàn rủa. Tự nhiên tôi cảm thấy nực cười. Lúc tôi chưa biết gì thì chẳng làm sao, vừa hiểu rõ chân tướng đã phải đối mặt với cái chết. Bí ngô, đi thẳng, mẹ nhanh lên, Nguyệt Bính lên tiếng ở phía trước không xa. Nguyệt Bính, tao không chạy nổi nữa rồi, mày chạy đi. Tôi đau đớn gào lên, ngồi phịch mông xuống đất. Tiếng bước chân huỳnh hữu ích lộn ngược trở lại, Nguyệt Bính chạy đến sát trước mặt tôi, thẳng tay túm tóc tôi bật dậy. Tuy không nhìn thấy nó nhưng tôi có thể tưởng tượng ra sắc mặt nó lúc này. Bí ngô, mơ lên, tao đã nhìn thấy ánh sáng phía trước. Cố lên, ánh sáng, câu nói này có sức cổ vũ mạnh mẽ hơn bất cứ lời nào khác. Không biết sức mạnh từ đâu ra, tôi lập tức co giò chạy ào về phía trước. Tiếng rền rĩ trong núi mỗi lúc một vang vọng, tôi cảm giác mặt đất đang cuộn trào như sóng dậy, những kẻ nứt chằng chịt trên mặt đá khiến tôi tụt chân mấy lần. Chốc sau, lại hững một cái, chân tôi thọt sâu xuống khe nứt, gót chân đau dữ dội. Tôi cố gắng rút chân ra nhưng không tài nào rút nổi. Nguyệt Bính, tôi gào tướng lên, tiếng gọi chìm hút trong tiếng sạt lở y ung. Tôi quỳ thụp xuống, cảm giác khe đá hai bên đang từ từ ép lại, khe núi đang thu hẹp, mấy mỏm đá đã tỉ lên cánh tay tôi. Ngực tôi căng tức vì cảm giác chèn ép, thở rất khó khăn tôi sắp bị kẹp nát trong mọn núi này. Còn Nguyệt Bính, nó đã thoát chưa? Nó chạy nhanh thế chắc là không sao. Một cánh tay thọc ra từ trong bóng tối, túm chặt lấy tay tôi kéo mạnh. Nguyệt Bính đã quay lại. Tao bị kẹt chân rồi, mày chạy đi, tôi hất tay nó ra. Tháo dây dày, cởi dày ra mau. Tôi thấy mình đúng là thằng đại ngốc, bèn cuống quýt tháo dây dày, tuột chân ra ngoài. Chắc chỉ tầm 5-3 mét nữa thôi. Mau lên, Nguyệt Bính hét lớn, mày đừng bỏ cuộc. Đây có lẽ là năm, ba mét rằng giặc nhất, tuyệt vọng nhất trong đời. Khe đá ép lại khiến tôi chỉ có thể nghiêng người lách đi nhưng tôi đã ngửi thấy không khí trong mát sen lẫn mùi cỏ dài. Cách đó không xa, cuối khe hở dài đã lấp lánh những ánh sao. Những miền linh dị Thái Lan Dương Hành Triệt chương 8, Hàng Rơi Tam Tối, 12 12. Nguyệt Bính tao nợ mày hai cái mạng. Tôi châm một điếu thuốc, dẫm chân trần lên cỏ xanh mềm mại ngưa ngứa dưới chân. Tao nợ mày nhiều hơn thế. Nguyệt Bính xé toạc vạt áo tê sớt, cầm trong tay, lấy ra chai rượu trắng đổ vào, lau lên những vết thương đá cứa của tôi để khử trùng. Tôi đau đến nghiến rắn trèo trèo, mày nợ tao một đôi giày. Giày cái gì mà giày? Nguyệt Bính ngồi phờ phạc trên bãi cỏ, đổ chai rượu vào miệng tôi chỉ chiếc giày còn lại nói phiên bản kỷ niệm limited của timberland đấy lúc nào rồi mà mày còn nghĩ đến chuyện đó đầu óc mày có sao không thế nguyệt bính rũ rượi cúi gục đầu giải được cổ độc mệt quá đi mất tôi cũng ngồi phịch xuống bên cạnh tiếc cuốn sách cổ thuật quá nguyệt bính chỉ ừm một tiếng không nói thêm gì mày bảo hòa thượng kia là ai tôi tò mò hỏi mày nghĩ đi năm xưa tại sao chu đệ mãi vẫn không tìm ra hành tung của kiến văn đế trước khi khởi nghĩa thân phận của chu nguyên trương là gì nghe nói chu nguyên trương sớm đã nhận ra dã tâm của chu đệ nên đã sắp xếp chu toàn mọi việc tất nhiên cũng bao gồm cả việc kiến văn đế sẽ trốn thoát kiểu gì nếu bị cướp môi nghe nói đại sư phong thủy lăng mộ nổi tiếng đầu đời minh là uông tầng hải đã đột ngột mất tích ngay sau khi chu nguyên trương băng hà có người nhìn thấy ông ta đi thuyền xuống nam dương cũng có người nói ông ta tự xây dựng con thuyền mốc cho mình và ở đây trên cung nỏ khắc hai chữ hồng vũ lấy núi làm mổ bố trí bao nhiêu cạm bẫy tinh xảo khó ngờ từng ấy thông tin mà mày cũng không đoán ra hòa thượng là ai à tôi ngẩn người kinh ngạc chẳng kẽ vị hoàng đế mất ngôi hành tung bí hiểm lại được mai táng ở thái lan sao thôi nghĩ nhiều làm gì chuyện của người xưa đã trôi qua rồi Giờ đã giải được huyết cổ nhưng người dê cổ vẫn còn là một câu đố. Nguyệt Bính nhặt một hòn đá ném đi, đập vào vách núi vừa khép lại, văng vào trong cỏ. Miệng hang rơi đã sạt lở hoàn toàn, chôn vùi một quãng lịch sử không ai biết đến, cũng chôn vùi vô vàn câu đố mà chúng tôi chưa giải được. Nguyệt Bính vươn vai, thời đại đen tối của tao đã kết thúc rồi. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn